Thưa quý chị, 7 năm qua, với chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân miễn phí của mình, anh Nguyễn Văn Dạng, ngụ ở xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã giúp cho không ít người bệnh khó khăn có thể di chuyển tới bệnh viện hay về nhà mà không phải lo về chi phí. Không dừng lại ở đó, anh Dạng còn thường xuyên cất nhà tình thương, xây cầu nông thôn, rồi phát gạo từ thiện nữa. Và đây cũng là chuyện tử tế của chương trình sáng nay mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Dạ alo. Sáng thứ ba tới đó. Dạ. Chú muốn nhờ dặn chở chú đi lên bệnh viện Chợ Rẫy được không? Dạ thưa được. Dạ khoảng mấy giờ chú à? Đây chú hẹn ở bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy thì 6 giờ. Thấy nhiều gia đình bệnh nhân nghèo, không có khả năng thuê xe chuyên chở. Năm 2016, anh Vẹn bàn với gia đình mua xe cứu thương hơn 700 triệu đồng và tự lái xe chuyển bệnh nhân miễn phí. Bất kể giờ giấc, địa điểm, hệ ở đâu cần là anh sẵn sàng gác lại công việc đến với người cần giúp đỡ. Dù cực khổ như thế nào, dù bận rộn như thế nào, cho cháu Vẹn hay thì cháu dạng đi liền à, không có từ chối. Có những bệnh nhân ta cũng muốn gửi lại bồi dưỡng hoặc là hỗ trợ tiền dầu, nhưng mà tôi thì không có nhận tấm lòng được, rồi cái tiền đó để cho họ mua một vài toa thuốc hoặc là họ ăn uống gì để có cái sức khỏe, họ làm mình thấy mình vui, cho nên không có nhận. Chuyến xe cứu thương chở bệnh nhân miễn phí của anh Vẹn có mặt trên các tuyến đường từ Đồng Tháp và các tỉnh thành lân cận lên các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để thăm khám bệnh. Có những trường hợp anh còn chở bệnh nhân ra tận miền Trung. Không chỉ nhận chở bệnh nhân miễn phí, thậm chí khi thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh còn sẵn sàng bỏ thêm tiền túi ra để giúp đỡ. Mỗi chuyến đi là mỗi cái kỷ niệm. Cách đây cỡ khoảng 7 năm, 8 năm á, là mình chạy tiếp lấy cái xe của trên từ thiện Bảo Hòa ở thành phố á. Mình đi chuyển cái anh này ở Đồng Nai á, vô cái rừng cao su á, mà anh bị phỏng mất á. Mà đưa người ta tới nhà, gia đình ta rất là khổ, mẹ già rồi mấy đứa con nhỏ đó, rồi từ ấn tượng cho từ chỗ đó, rồi mình có bao nhiêu tiền cái mình gửi lại hết. Bên cạnh xe cứu thương chở bệnh nhân miễn phí, anh Vẹn còn mua lại những chiếc xe lăn, xe lắc cũ, đem về sửa chữa, tân trang lại, đem tặng cho người khuyết tật. Có những trường hợp cần gấp, anh sẵn sàng mua xe mới để trao tặng. Anh còn thường xuyên cất nhà tình thương, xây cầu nông thôn mới, rồi phát gạo từ thiện. Anh về thì anh cho gạo, thấy khi lâu lâu anh thấy cái mua chai chai thì ghé anh cho chai chai rồi này kia rồi bán lấy tiền. Mua đàn cho mấy nhỏ nè. Cũng gọi là cảm ơn anh Vẹn. Mong mình có được sức khỏe để mình có thể mình làm được, mình đã giúp đỡ cho đời. Lo cho gia đình mình cho nó cơm ấm áo đầy đủ rồi mình yên tâm cái mình đi giúp cho đời, cho chia sẻ với bà con, chia sẻ được cái phần nào khó khăn với bà con, với mọi người để cho họ được no cơm ấm áo là mình thấy mình hạnh phúc rồi. Sau nhiều năm hết lòng với công tác thiện nguyện, anh Vẹn không nhớ đã giúp đỡ được bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, xây được bao nhiêu căn nhà hay bao nhiêu cây cầu. Bởi với anh, cho đi không cần nhận lại.